là Phương Anh, là Huy, là Tiến đây. Trong ngoài là An, là Phú, là Hạnh, là Bình, bà Hà. Bà ơi, các cháu đang quỳ trước bà Hà nằm. Người bà lần cuối đi bà Hà. Người bà ơi, bà đi đâu xa các khi cháu trên đồi. Để cho bây giờ hay chớp mơ ngồi quỳ, cháu khóc nghe gọi bà ơi hỡi bà. Xin đi vĩnh biệt bà ra đi. Cho các cháu chớp mơ tay quân nguyện nở cầu. Ôi bà ơi, ơi suối vàng, bà phù hộ độ trì cho các cháu hơi hướng mơ trần luôn được mình nhỏ. Trong nội là Trang, là Phương Anh, là Huy, là Tiên. Trong ngoài là An, là Phú, là Hạnh, là Bình. Có chấp tay quý đầu tay biệt phong linh bà từ đây. Còn em là em tình đây chị ơi. Còn em là em tình đây. Em người chị lúc này chị dâu. Chị dâu ơi, em tình em gọi chị đây ơi chị. Tiền đưa đây sắp tới gần. Ơi chị ơi, em tình giờ này em mà thật thì em khóc gọi chị. Chị có biết gì mời đến viếng của cháu Đinh, cháu Hạnh, tổ tám đây là đến viếng. Trân trọng kính mời nghề cám chị em ơi. Chị dâu ơi, em về đây đưa tiễn đoạn đường. Mới sáng hôm nay sáng đi Việt Nam quấy này, tình cảm chị em đôi đường, em tiễn chị ơi. Quý vị thắp hương xong, mời quý vị các bạn uống nước. Gia đình xin chân thành và cảm ơn. Mời đến viện của gia đình bà Huỳnh tổ chị, mời làm đề viện. Ôi chị ơi, em mơ tình nghĩ em mơ mà em gọi lúc này. Có chúc chị ra đi chị về.
Phật để thanh thi nhận. Siêu thoát chỉ độ chỉ cho em tình với chị. Còn em là em dèo đấy, em gọi chị lúc thì ơi chị ơi em dèo đây. Chị ơi em là em dèo đây, em gọi chị lúc này chị. Thắp hương xong mời bà ra bàn uống nước, gia đình xin chúc thành mà cảm ơn. Chị ơi, chị dâu ơi, em là em gieo đây, gọi chị lúc này. Phương chị Lâm, chị ơi, 67 mùa xuân, cuộc đời khép lại. Chị em mình nghe cách chờ. Em mà gieo của chị đây, nhận được tin về với chị từ hôm qua đến Hà giờ. Chị năm đấy không coi được gì với em là em gieo. Giờ đi chị ơi, chị về nơi đất Phật về thanh nhà. Chị linh thiêng đi độ chị cho em gieo trên đi đời. Em đi ở trên đi đời luôn mạnh khỏe chị. Thank you.
hương linh mẹ ơi. Con trai con dâu út của mẹ đây. Mẹ ơi, chỉ còn có một tiếng đồng hồ nữa thôi để chúng con tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mẹ ơi, nhà cao cửa rộng, mẹ không ở với bố con. Mẹ đi sâu ba tấc đất, mẹ nằm mì lạnh lẽo lắm mẹ ơi. Những lúc mẹ đau mẹ mỏi, biết lấy ai nâng dậy đỡ nằm mì. Biết lấy ai là người cơm cháo áo quần nề cho mẹ sớm hôm nay. Mẹ ơi, ở nhà thì có bố con chăm sóc đỡ đần. Từ đây trở đi một thân một mình, mẹ biết chốc biết cậy vào. Một bóng một hình, mẹ biết cày trong khi ăn. Vợ chồng con ơi mẹ ơi. Thương mẹ bao vất vả nhọc nhằn. Con ở đây thì hôn lớn trưởng thành. Ngày hôm nay nên vợ nên chồng thì bao công mẹ mẹ ơi. Bỏ bố con mẹ đi đâu đây này mẹ ơi. Ơi mẹ ơi, trái dâu út của mẹ ở đây. Con thắp mẹ, con gọi mẹ về. Cầu chúc mẹ ra đi nơi suối. Mẹ siêu thoát nhẹ nhàng, mẹ đổ chỉ cho chúng mẹ con. Mẹ ra đi hồn siêu thoát, mẹ chinh xăm đổ chỉ cho vợ chồng trai dâu út của mẹ. Thank you.
mẹ Hiền ơi, con gái thứ hai con là Quyên đây mẹ ơi. Mẹ ơi, con là Quyên đây, là con gái thứ hai của mẹ. Mẹ ơi, không phải đâu là gánh nặng giữa đường đời, con gánh đỡ cho mẹ. Mẹ ơi, nhưng đây là số phận an bài, mẹ đã phải mang theo mất rồi. Mẹ ơi, căn bệnh hiểm nghèo cướp mất mẹ suốt. Con gái thứ hai con là Quyên, con về đi cửa đi nhà còn nửa mẹ đâu. Con về nửa mẹ đâu, để chúng con nghe tâm sự vui buồn. Con về nửa mẹ đâu, mỗi lúc khi con về, con gái Quyên đi con về, có mẹ bảo ban. Con nghĩ mẹ, mẹ ơi. Mẫu tử tình thâm má ấm mà dương mi đôi hà đưa. Từ nay mất mẹ rồi, con gái Quyên con về. Tâm má bánh nhi đồng mà quà, con biết gọi mẹ. Con chết đi đò, con gái Quyên con chết đi đòi, luôn mạnh khỏe mẹ. Mẹ đi hồn siêu thoát mẹ đồ chỉ, con gái thứ hai con là Quyên.